công trình này thì là có những cái thiết kế khá là mới. Thứ nhất là cái công trình thì là cũng là cái tuyến metro đầu tiên của thành phố. Khi mà hoàn thành thì là sẽ là khá là đẹp mắt, do đó là yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu về an toàn thì chúng tôi phải cố gắng để mà đảm bảo tiến độ thi công của chủ đầu tư đã đề ra. Hiện nay thì trên công trường thì anh em đang tích cực thi công để làm sao để hoàn thành đúng tiến độ của chủ đầu tư và nhà thầu chính đã đề ra. Các cầu bộ hành của các nhà ga tuyến metro số 1 thì thực hiện chức năng là kết nối các khu vực dân cư xung quanh các nhà ga, để và ngoài ra còn kết nối với các tuyến phương tiện giao thông công cộng chính như là tuyến xe buýt nhân, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa khu vực trung tâm của thành phố và khu vực phía đông của thành phố, cho nhân dân thoải mái đi lại. Thiết kế của cầu bộ hành thì phần nhịp bắt từ các trụ cầu này qua trụ cầu kia là phần đặc biệt, có hai dầm bê tông dưỡng lực hình hộp có dạng kết cấu tròn kết hợp với lại mái che bằng thép, thì toàn bộ cái mặt cắt ngang này nó có dạng hình tròn để đảm bảo cái tính mỹ quan và tương thích với lại cái kết cấu chính phần cầu cạn của tuyến metro số 1 này. Tuyến metro số 1 thì có khoảng có tất cả là 9 cầu bộ hành, ngoài trừ nhà ga Công viên Văn Thánh và nhà ga Cuối Suối Tiên là không có cầu bộ hành, còn lại tất cả đều có cầu bộ hành kết nối hai bên của tuyến metro số 1. Thì hiện tại thì nhà thầu đã đạt được cái tiến độ khoảng 25%. Riêng cầu bộ hành khu công nghệ cao này thì nhà thầu hiện nay đã đạt được khoảng 45% tiến độ. Theo kế hoạch thì nếu như việc di dời hạ tầng kỹ thuật diễn ra thông suốt, thuận lợi thì chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường huy động lực lượng để hoàn thành cái công tác thi công cầu bộ hành này vào quý 4 năm 2023.